Yeah, từng từng rồi đó là tôi nói đến đề tài nên đọc cái gì và tại sao. Tôi nói chỉ có mới có phần đầu thôi, chỉ mới nói phần đầu thì nó hết giờ rồi, thì cái bài giảng sáng nay trưa nay đó, là mình nói cái phần còn lại. Thì bữa hôm đó tôi có trình bày một chuyện mà tôi cho là căn bản đó, đó là cái nội dung đại lược của tâm tạng. Thì cái phần nào là cái phần Phật ngôn, và cái phần nào là cái phần do các cái vị kiết tập. Tôi chỉ nói đến đó thôi, còn cái phần tiếp theo là chúng ta người Phật tử chúng ta nên đọc cái gì và tại sao thì chúng ta chưa có nói, chưa có nói. Bên Phật giáo Bắc truyền có một câu rất là đáng quan tâm, đó là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Có nghĩa là mình cứ bám chặt vào từng chữ trong kinh mà mình hiểu cái kiểu mà tra từ điển đó, lấy chữ mình lấy chữ hiểu chữ đó thì cũng không xong. Tam thế Phật oan tức là mình nói oan chư Phật, mà ly kinh bất ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, có nghĩa là bám bám từng khư từng chữ trong kinh đó, hiểu từ kiểu trẻ con thì không được, mà rời kinh một chữ đó, thì là lời ma chứ không phải là lời Phật. Vấn đề nằm ở đây. Thời thời kỳ này thì chúng ta có rất là nhiều phương tiện truyền thông về về chữ nghĩa, thì có về mặt chữ thì chúng ta có sách in rồi báo chí thì rất là tiện lợi thoải mái. Chúng ta có thể qua internet, chúng ta có hình ảnh âm thanh sống động trực tiếp. Cho nên đó là từ chỗ đó chúng ta có nhiều cái điều kiện để mà rao giảng truyền bá Phật pháp. Nhưng mà bên cạnh cái sự mà tiện lợi đó cho chánh pháp thì nó cũng không có tiện lợi khác, đó là tiện lợi khác cho cái bất thiện đó. Có nghĩa là thời này thì có rất là nhiều thầy bà tràn lan trên internet, tràn lan. Ở đây chúng ta tuyệt đối không có nhắm đến một cá nhân, một tổ chức nào để chúng ta bài xích, cái đó là cái chuyện là đại kỵ nha, đại kỵ. Chúng ta chỉ nói một cách khách quan thôi, có nghĩa là thời này thì chánh tà đó là coi như là lẫn lộn ở trên internet. Và một người Phật tử đa đoan tục sự không mấy khi có thời gian để mà tra cứu tham khảo một cách tường tận sâu sắc nghiêm túc khách quan bình tĩnh sáng suốt rất là khó. Cho nên hên xui, hên xui có nghĩa là mình gì mình có ai đó tặng cho mình một cuốn sách, hoặc mình tìm thỉnh ở đâu nó được cuốn kinh hoặc là mình online vào Facebook hay là YouTube mình mở ra thì hên xui. Hên xui đây nghĩa là sao? Trong bài giảng intensive ngày hôm qua bên Đức chúng tôi có nói chuyện này, có nghĩa là do cái tiền nghiệp thiện ác quá khứ rồi khuynh hướng tâm lý rồi cộng với cái môi trường sống mà chúng ta có cái nền tảng thiện ác khác nhau. Thì hôm qua tôi nói là mỗi người đó cái phiền não của mình nó có cái code riêng, cái code riêng chứ không giống nhau. Ví dụ như có người tham là tham người này không giống tham người kia, tham người này nó nhiều tà kiến, tham người kia nó ít tà kiến. Sân cũng vậy, rồi si cũng vậy, tham sân si, ái mạn kiến nghi, ganh tị bủn xỉn hôn thụy trạo hối. Thì ai còn là phàm phu thì tất cả phiền não cũng đều có đầy đủ, không có mẻ một gram nào hết. Tuy nhiên vì cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống cho nên đối trước một cái trần cảnh thì mỗi người có hai cái hướng, hay có hai cái hướng phản ứng tích cực. Có nghĩa là trước một trần cảnh chúng ta có tâm lành, có người thì trước một trần cảnh như vậy họ có tâm từ, có người thì bi hỷ xả chánh niệm thiền định trí tuệ, có người trước cái trần cảnh như vậy thì họ tham sân si vân vân. Thì trong như tôi vừa nói là cái tham mỗi người khác nhau, vì sao? Vì cái nền tảng tâm lý, nền tảng nhận thức của chúng ta từ từ nhiều đời nó đã khác nhau, cộng với cái sự vung bồi tài bồi của kiếp này
từ những cái điều kiện môi trường chung quanh mình từ bé cho đến bây giờ nữa, tất cả những cái đó nó làm nên cái sự khác biệt giữa cái này với cái kia. Cho nên là trước một trần cảnh thì cái phản ứng thiện ác của chúng ta đã khác nhau. Và ngay trong giữa những người mà có cùng cái phản ứng thiện đó, thì cái thiện của người này nó cũng khác cái thiện của người kia nha. Cho nên nhìn một cái lá me bay thì có người thì họ chỉ nghĩ đó là một chiếc lá hả, nhưng có người họ nhìn chiếc lá me bay họ nhớ về một kỷ niệm cũ vui, có người thì nhìn một chiếc lá me bay họ nghĩ về một kỷ niệm buồn, có người họ nhìn chiếc lá me bay họ nghĩ về một cái chuyện gì đó để cho họ sợ vui buồn giận nhớ nhung tiếc nuối hối hận. Dễ sợ chưa? Chỉ là một chiếc lá me thôi, chỉ là một sợi tóc thôi mà nó có thể khơi gợi chúng ta rất là nhiều cái tâm tình hoài cảm cảm xúc khác nhau, thì nói gì là một trang kinh. Cái chuyện mà chúng ta tìm thấy một cái cuốn sách để mà đọc đó, là nó đã rắc rối rồi. Tôi tìm được cái cuốn A, quý vị tìm được cuốn B, C, D, F. Các vị thấy chưa? Cuốn sách mà mình tìm phải có được trên tay đó đã khác nhau. Rồi cái điểm tâm đắc của mình trong cái quyển sách đó nó cũng khác nhau. Và cho cô dầu hai người cùng thích một chương ở trong cuốn sách đó thì mỗi người thích một kiểu, cái sâu cái rộng, cái sâu cái cạn, cái rộng cái hẹp của mỗi người cũng không có giống nhau. Các bạn thấy dễ sợ chưa? Có nghĩa là chúng ta đi vào cái hành trình sinh tử với tất cả sự khác biệt, không ai giống ai hết á. Không ai giống ai hết. Cho nên khi mà chúng ta có đủ cái cơ may, cái vận hội, cái duyên lành để mà mang được thân nhân loại đó, thì ở được một cái nơi chốn và có điều kiện giáo dục, điều kiện truyền thông, đó là một cái phúc nha. Mà có được những cái điều kiện đó nó cũng chưa có đủ, mới là phúc thôi, mới là cái dạo đầu thôi, mới là cái màu đầu thôi. Nhưng mà còn cái phần tiếp theo nữa là chúng ta đón nhận, chúng ta đánh giá cái trang sách, cái trang kinh nó ra sao, nó lại là một chuyện khác. Thì nói mong luôn như vậy, chúng ta phải có một cái tiêu chí, một cái chuẩn mực nào đó, một cái khuôn thước nữa để chúng ta theo chứ. Nói bây giờ, nói cả buổi bây giờ chúng ta đọc cái gì, thì để trả lời câu hỏi này có lẽ là chúng ta phải nhắc đến một cái bài kinh ngắn thôi trong Tăng Chi Bộ nha. Có lần đó bài Gotami, di mẫu của Thế Tôn đến thưa với ngài, là bạch Thế Tôn, hàng hậu học đời sau họ sẽ phải nghe thấy rất là nhiều cái hướng dẫn có cái nhãn hiệu là Phật Pháp, và họ sẽ phải dựa vào đâu để có thể xác định, minh định được đó là lời của Thế Tôn. Thì Đức Phật ngài dạy rằng cái pháp môn nào mà càng theo đuổi, càng hành trì mà giúp cho người ta được cái sự an lạc thì đó là chánh pháp. Càng theo mà mình càng trở nên tinh tấn, đó là chánh pháp. Càng theo mà mình càng trở nên dễ nuôi dưỡng, tức là dễ dàng chấp nhận mọi cái tình huống, trạng huống, hoàn cảnh vật chất để mình có thể sống được một cách an lạc, gọi gọn, nói gọn là dễ nuôi đó, thì đó là chánh pháp. Có những cái chỉ vì cái ăn, cái mặc, cái ở của mình mà nó làm cho khổ mình, khổ người thì cái đó là không xong nha. Cái pháp môn nào, cái đường lối hành trì nào mà càng theo đó người ta càng chán sợ đám đông. Xin lỗi. Càng chán sợ đám đông, càng ưa thích sống viễn ly độc cư thì đó là chánh pháp. Đó là những cái tiêu chí mà nói gọn lại. Ngài nói 8 tiêu chí mà mình nói gọn lại thì có nhiều cách nói gọn lắm. Giống như là ở trong chú giải nói rằng cả chánh tạng nữa. Chánh ngữ là sao? Chánh ngữ là cái cách thức, cái đường lối phát biểu nào mà nó dẫn về bát chánh đạo thì đó là chánh ngữ. Cái đề tài đàm thoại nào mà nó dẫn cho mình về cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định thì đó chính là chánh ngữ.
cái ngôn từ nào, cái trạng thái tâm lý nào, cái trạng thái tâm lý nào, cái tình trạng tâm lý nào mà giúp cho chúng ta có được, có được những cái ngôn từ, những cái ngôn từ mà hỗ trợ cho bát chánh đạo, thì đó chính là chánh ngữ. Nhớ nha, nhớ. Thì ở đây cũng vậy, ngài nói là cái pháp môn nào, cái đường lối nào mà nó giúp chúng ta có được mấy cái điều tôi vừa nói, là tinh tấn, rồi viễn ly, rồi hiểu dục, rồi tri túc, thì đó chính là chánh đạo, là Phật pháp. Mà nói gọn nữa, nghĩa là cái đường lối nào mà mình càng theo đó, cái giới mình nó tốt hơn, cái định mình tốt hơn, cái tuệ mình tốt hơn. Và chính ngài Chánh Cha ngài cũng nói, ngài nói rằng đó là cái đặc điểm, đặc điểm của Phật pháp là mình càng theo mình càng có khả năng buông bỏ. Ngài nói gọn lắm, ngài Chánh Cha người Thái đó, ngài nói bây giờ phân tích ra cho nhiều, và cuối cùng đó, thì cái khả năng buông bỏ chính là cái đặc điểm của giáo pháp. Thì buông bỏ làm sao? Cái cuốn sách nào mà dĩ nhiên người Phật tử mình, khi mình biết đạo rồi thì mình không có đọc ba cái tiểu thuyết ngôn tình, đúng không? Tiểu thuyết tình cảm, tâm lý, xã hội mình có thời gian mình đọc. Rồi mình không có thời gian đọc ba cái truyện tàu, Thủy Thử, Tam Quốc, Kim Bình Mai, rồi Tây Du Ký mình có. Rồi mình cũng không có thời gian đọc ba cái sách triết học tư tưởng của thế gian, triết Đông, triết Tây, mình cũng không có nhiều thời gian để đọc cái đó. Thì như vậy đã là Phật tử thì chúng ta gom gọn là chúng ta đọc Phật pháp, đúng không? Mà Phật pháp thì nó là mênh mông. Phật pháp thì có Nam Tông, Bắc Tông, rồi Kim Cang Thừa, Mật Giáo, tùm lum hết. Vậy mình đọc cái gì? Thì mình lấy cái tiêu chí hồi nãy đó. Tất cả những tiêu chí mà tôi vừa trình bày, cái ngôn từ nào, cái chữ nghĩa nào mà nó giúp cho mình có được cái sự củng cố ở trong bát chánh đạo, có được sự củng cố ở trong các cái hạnh lành, trong ba bảy phẩm bồ đề, thì đó chính là cái mà mình cần nghe, cái mà mình cần đọc. Và mình kết hợp luôn cái gợi ý của ngài Chánh Cha. Ngài nói cái đặc điểm của Phật pháp đó là mình càng theo mình càng có khả năng buông bỏ. Thì trong bài giảng bữa nay tôi đặc biệt nói về cái chữ này. Tại sao mà tôi đưa ra các cái tiêu chí bát chánh đạo, rồi bát đoán Phật pháp, rồi xong rồi bây giờ tôi đưa lại, chốt lại còn lại một tiêu chí của ngài Chánh Cha, đó là cái ngôn từ nào, chữ nghĩa nào, kinh sách nào mà nó dạy cho mình khả năng buông bỏ tốt, thì cái đó chính là chánh pháp. Bây giờ mình cùng nhau bàn cái chữ buông bỏ. Buông bỏ làm sao? Thứ nhất, mình đọc cái sách đó, mình không có tiếp tục đắm đuối đê mê trong cái đời sống hưởng thụ nữa. Không có tiếp tục đắm đuối, chìm sâu trong cái đời sống tình cảm nữa. Đó là một. Bước tiếp theo, mình đọc cái đó, mình nghe cái đó, suy tư về cái đề tài đó, thì mình bớt hưởng thụ nè, bớt tình cảm nè, bớt cái oan trái nè, nội kết nè, thù hận nè, xung đột nè, mâu thuẫn với người khác. Đó là dấu hiệu, đó là cái là buông bỏ thứ nhất. Cái chuyện đầu tiên là buông bỏ cái bẫy, tức là rồi nên nhớ cái điểm này. Bất cứ một cuốn sách hay là một cái bài giảng nào mà nó không có mang cái hơi hướng buông bỏ, mà nó không có mang cái hơi hướng mà gọi là ràng buộc, trói chặt, để dạy cho mình trói chặt vào một cái gì đó, dầu đó là trói chặt vào cái niềm tin, trói chặt vào một cái niềm tin, trói chặt vào một cái đường lối nhận thức, thì bản thân nó đã có vấn đề. Thí dụ như vị đạo sư, vị thầy nào đó nói cho chúng ta bao nhiêu điều hay ho, nhưng mà nếu mình lắng tâm lại, mình thấy ngầm, cái ý ngầm của cuốn sách đó, ý ngầm của cái ngôn từ đó, cái ý ngầm của cái vị thầy đó là khuyên mình hãy tôn vinh cái đường lối của vị đó, tôn vinh cái con người của vị đó. Nhớ nha, đại kỵ nha, đại kỵ cái đó. Khi mà mình thấy rằng đó là cái cuốn sách nó càng đọc mà nó càng khiến cho mình có cái khuynh hướng tham thích, bất mãn, chống đối, ràng buộc với một cái người hay là một cái sự vật hay là một cái đường lối nào đó, là bản thân nó đã sai rồi nha. Một cái vị đạo sư thứ thiệt là chỉ giấu mặt và rọi đường cho người ta đi. Tôi nói thiệt chậm chỗ này,
đạo sư thứ thiệt đó là giấu mặt, một tay che mặt, một tay cầm đuốc để rọi đường cho người ta đi. Ở đây mình không có nên, tạm thời mình không nên nhắc đến cái trường hợp mà Đức Phật Ngài tự tuyên nhận Ngài là chánh đẳng chánh giác, bởi vì Ngài chỉ một mình Ngài là vị mà coi như là duy nhất có cái thẩm quyền đó. Và cũng nên nhớ cái này là có những trường hợp đặc biệt thì Ngài mới làm cái chuyện tuyên nhận Như Lai là A-la-hán chánh đẳng chánh giác vô thượng điều ngự, không gì ta không biết. Thì chỉ có Thế Tôn mới có cái thẩm quyền đó, và có bao nhiêu người được như Thế Tôn nha. Cho nên ở đây mình không nên nhắc đến trường hợp đó, trường hợp tuyên nhận Đức Phật. Ngoài trừ Đức Phật ra thì tất cả những vị thầy khác, tôi nói thiệt chậm, ngoại trừ Đức Phật ra mà cũng đôi lúc thôi, chứ không phải Ngài luôn luôn, là Ngài muốn cho người ta thấy rõ cái 32 tướng của Ngài, thấy rõ cái vân hào quang sáu màu của Ngài, không có, không hề có. Ngài không có được cái gì từ cái chuyện hát, Ngài bị lòng đại bi tùy duyên. Có đôi lúc Ngài làm cái chuyện đó, cái chuyện tuyên nhận đó, chỉ là vì lòng đại bi, vì cái đối tượng đó họ cần phải được nghe như vậy, cho nên Ngài phải nói như vậy. Chỉ có một mình Ngài thôi, chứ Ngài Sa-la Phất không hề như vậy. Ngài Sa-la Phất là mở miệng ra là Thế Tôn đã dạy thế này, Thế Tôn đã dạy thế kia. Và ngay trong cái đêm cuối cùng mà trước khi viên tịch đó, thì thân mẫu của Ngài đó thấy chư thiên phẩm thiên xuống chầu hầu Ngài, hào quang sáng rực, thì bà mới hỏi đó là ai. Thì Ngài nói đó là Đế Thích, đó là Tứ Thiên Vương, đó là Phạm Thiên. Thì khi mà bà thân mẫu nghe nói đến Phạm Thiên mà bà giật mình, bởi vì bà là đệ tử của Bà La Môn giáo, cả đời thờ phụng Phạm Thiên, thiên xem Phạm Thiên là chí tôn vô thường, là sáng tạo, là thượng đế, người mà người cha của muôn loài, mà bây giờ nghe nói Phạm Thiên xuống hầu con mình thì bà giật mình. Thì Ngài sẽ là Phật, Ngài nói thế này: xin mẫu thân hãy nhớ rằng tất cả những vị đến hầu đêm nay đều là học trò của Đức Bổn Sư hết á. Từ cái lúc mà Ngài còn trụ thai trong bụng mẹ, đến lúc Ngài chào đời, rồi lúc Ngài đi xuất gia, rồi đến lúc Ngài thành đạo, đến lúc mà Ngài chuyển vận pháp luân, thuyết pháp đạo đời, tất cả những cái giây phút đó, thì những nhân vật ấy, Đế Thích, Phạm Thiên đều chầu hầu cung kính lễ lại Thế Tôn, Ngài là đạo sư duy nhất của tam giới. Tức là một lần nữa chúng ta thấy đến giây phút cuối cùng thì Ngài Sa La Phất vẫn không hề nói gì về bản thân mình hết. Cho nên đạo sư thứ thiệt, trừ Đức Phật ra, mình không có nói đến trường hợp đặc biệt của Ngài, thì trừ Ngài ra thì tất cả đạo sư thầy bà trong đời thứ thiệt thì đều phải là một tay che mặt, một tay cầm đuốc mà rọi đường cho đời. Đó là cái dấu hiệu của một cái con đường đúng, một con đường mà ngay nội dung đã kêu gọi cái sự buông bỏ, và cái người mà đứng ra làm cái chuyện kêu gọi ấy cũng phải là một tay che mặt và một tay cầm đuốc rọi đường cho đời nha. Cho nên cái nội dung của Phật pháp, nội dung của kinh sách nói chung, những cuốn mà mình cần phải đặc biệt lưu tâm để tìm đọc, cái chuyện đầu tiên đó là kêu gọi cái sự lìa bỏ cái ác pháp, lìa bỏ cái chuyện xấu, chuyện bậy. Đó. Càng đọc mà lòng nó càng tháo cỡ cái gì, không tiếp tục thương thích người vật sự kiện nữa. Đó là cái tháo cỡ một. Cái tháo cỡ thứ hai là không có tiếp tục thù oán, nội kết, oan trái, mâu thuẫn, xung đột, chống phá. Thì đó là cái tháo cỡ thứ hai. Nói gọn lại là không có tiếp tục bị ràng buộc trong cái thích và cái ghét, trong cái đam mê và trong cái bất mãn nữa. Thì đó là cái nội dung một, cái nội dung một của cái tinh thần buông bỏ. Sách nào, bài giảng nào, thầy bà nào hướng dẫn mình làm được chuyện đó thì trước mắt đó là cái đối tượng mà mình có thể lưu ý. Và điều thứ hai là mình đại kỳ tránh cái chuyện mà gọi là thờ tổ. Thờ tổ, chư Phật là đại diện cho chân lý, thờ Phật là thờ chân lý. Ngoài chư Phật ra thì tất cả đều là những người nói theo lời Phật nha, nói theo lời Phật. Bữa hôm tôi có nói rồi, nếu sư phụ của mình mà nói sai lời Phật thì hay bằng trời đi nữa, mình cũng nên tránh. Còn nếu mà sư phụ mình nói hay mà nói y chang như Phật thì cái người mình phải mang ơn là Phật, chứ không phải là ông thầy. Cái ông thầy mình có mang ơn là mang ơn ông nắm tay, ông dắt mình đi một đoạn đường, tới đó là đủ rồi. Cái niềm tri ơn tới đó đủ rồi, chứ không thể nào một đời phục lụy tôn thờ thần tượng coi thầy là tất cả, quên mất hình ảnh của Thế Tôn, làm nhạt nhòa
những cái bóng dáng của đức chánh đẳng chánh giác thì đó là sai nha. Tôi nhắc lại, nếu sư phụ nói y chang lời Phật thì cái người mình phải tri ơn thật sự, cái chỗ mà mình mang ơn, người đặt cái niềm mình tri ơn sâu sắc nhất vẫn là thầy tôi. Còn nếu sư phụ nói sai thì có không có gì để nói nha. Cho nên điều đặc biệt đại kỵ đó là thờ thầy, mà nãy tôi có nói rồi, vì mỗi người đi vào cái hành trình sanh tử mù mịt với những cái hành trang thiện ác khác nhau, cho nên trên nền tảng nhận thức ấy, trước một trang kinh chúng ta có cái nhận thức, có cái đánh giá có thể không giống nhau. Cẩn thận nghe này, có những khi sách người ta cũng có ý nói như vậy, nhưng mà do cái vốn liếng, cái nền tảng nhận thức của mình nó đã dắt mình đi về một cái hướng mà ngoài ý muốn của tác giả, dịch giả, soạn giả, diễn giả. Nhớ cái này nha, cái này rất là quan trọng. Cho nên cái thứ nhất là tinh thần buông bỏ. Thì buông bỏ đây là gì? Buông bỏ đây có nghĩa là cái pháp môn đó, lời dạy đó, trang kinh đó, cuốn sách đó dạy ta bỏ ác theo thiện. Đó là cái bỏ thứ nhất. Thì cái ác đây gồm có hai, có nghĩa là bớt, bỏ được cái đam mê, bỏ được cái mâu thuẫn chống trái. Đó là cái bỏ đầu tiên, tức là bỏ cái ác. Cái bỏ thứ hai là bản thân cái lời kinh đó, bản thân cái quyển sách đó, bản thân cái bài giảng đó, nó được trình bày trong một cái ý niệm vô ngã vị tha. Chỉ còn nếu mà nó được là tuyên truyền rao giảng theo cái cách điệu kêu gọi một cái sự thần tượng thờ phụng cá nhân hay là một đường lối, một đoàn thể nào đó, đó là sai nha. Đó là cái tinh thần buông bỏ thứ hai. Cái tinh thần buông bỏ thứ ba đó là sao? Mình đã bỏ ác theo thiện, tốt. Mình bỏ cá nhân để đi về với cái chân lý đại đồng, đó là tốt. Nhưng mà còn có cái bước ba nữa. Tất cả những cái gì hay, cái gì tốt nhất mà chúng ta có được trên đời này, từ nhận thức cho đến hành trì, nó tốt bằng trời nữa, thì tất cả chỉ là những trạm dừng trên cái hành trình vạn lý mà thôi. Ngồi thiền một ngày 2 buổi, 1 buổi 3 tiếng, cộng lại là 6 tiếng, hay quá. Nhưng mà nó có phải là điểm cuối để chúng ta tâm đắc, để mà dừng lại, để mà coi nó là tối thượng, là tối hậu hay chưa? Chưa. Cái thời gian 3 tiếng, 6 tiếng nó chưa, nó mới là một đoạn đường thôi. Nó khá 3 tiếng, nó khá 2 tiếng rồi. Không? Đó là khả năng ngồi thôi. Nhưng mà trong thời gian ngồi đó cái niệm của anh, cái định của anh, cái tuệ của anh cái khả năng an lạc của anh nó được bao nhiêu, nó ra sao, how long, how much, cái đó là tính khác nữa. Ba cái how là how dữ lắm, how rồi how long, how much. Chứ còn mình cứ nói là tôi ngồi 3 tiếng, nhưng mà anh an lạc được bao lâu trong cái 3 tiếng đó, chứ không phải ông phải là ngồi được 3 tiếng nhưng anh chánh niệm suốt 3 tiếng, sai. Anh đâu phải ngồi 3 tiếng anh an lạc 3 tiếng, anh trí tuệ 3 tiếng, sai, chưa hẳn. Anh ngồi thì 3 tiếng nó mới là con số 1 thôi, nhưng con số thứ 2 là anh an lạc được bao lâu trong cái 3 đó. Đấy, cái 3 nó mới là mẫu số, rồi còn cái tử nó là bao nhiêu nha. Đấy, 1 tiếng trên 3, 2 tiếng trên 3, nửa tiếng trên 3, 40 phút trên 3, 15 trên 3, 5 phút trên 3 tiếng nha. Nha. Cho nên, ở đây hãy nhớ rằng tất cả mọi thành tựu, mọi sở chứng trên cái con đường đạt đến cái cảnh giải thoát đều là trạm dừng hết. Cho nên cái tinh thần buông bỏ thứ nhất là gì? Là bỏ cái ác theo cái thiện. Cái thứ hai là bỏ cái riêng để đi về với cái chung. Và cái thứ ba là phải biết bỏ cái thiện thấp lên cái thiện cao. Dĩ nhiên mình tu hành mình không có cái ý mà cạnh tranh ganh đua với người hay với bản thân, nhưng mà mình phải có khả năng lìa bỏ cái thấp để lên cái cao, lìa bỏ cái hẹp để lên cái rộng, lìa bỏ cái cạn để tới được cái sâu nha. Nhớ cái đó là cái lìa bỏ thứ ba. Cái lìa bỏ một mới là bỏ ác theo thiện, cái thứ hai là bỏ cái riêng để theo cái chung, nhưng mà cái thứ ba là bỏ cái thiện thấp theo cái thiện cao, thiện rộng hơn, lớn hơn, sâu hơn, cao hơn. Nhớ nha. Thì cái tinh thần buông bỏ này bàn bạc phản phất lan tỏa trải rộng toàn bộ cái gọi là Phật ngôn này, toàn bộ cái gọi là Phật ngôn. Tất cả mọi cái pháp môn hành trì,
tất cả mọi công đức mà Thế Tôn đã dạy chúng ta hoàn toàn và tuyệt đối gói gọn trong cái chữ buông bỏ. Bố thí là gì? Là bỏ cái bàn, bỏ đi cái bàn tay bụng xỉn, mở rộng nó ra, bỏ cái bụng xỉn gọi là bố thí. Bỏ cái vô đạo đức, vô hạnh thì gọi là đó là giới. Bỏ cái phóng tâm, bỏ cái thất niệm, đó được gọi là thiền, là định, là tuệ. Nhớ nha, bỏ cái thất, bỏ cái phóng dật được gọi là định, mà bỏ cái thất niệm được gọi là tuệ. Nhớ, bỏ cái vô minh để có được cái minh đó. Bỏ cái tà để có được cái chánh. Và nên nhớ cái tinh thần của Phật Pháp, cái này nó quan trọng lắm. Anh không cần mong tôi được chánh, mà chỉ cần anh bỏ cái tà. Nhớ nha, nhớ cái bài giảng hôm nay, đặc biệt tôi nói cái chữ buông bỏ, đặc biệt tôi nói nhấn mạnh cái chữ buông bỏ. Anh không cần hướng tới cái chánh, mà anh chỉ bỏ cái tà của anh là tự nhiên anh được chánh. Anh không cần cầu làm thánh, anh chỉ làm sao anh đừng có còn là phàm nữa. Anh không có cần cầu niết bàn, mà anh chỉ làm sao anh đừng có còn sanh tử nữa. Sanh tử nó có nhiều nghĩa lắm. Sanh tử là chết kiếp này, sanh qua kiếp khác, đó là sanh tử. Hồi nãy thiện, bây giờ ác, đó là sanh tử. Hồi nãy vui, bây giờ buồn, đó là sanh tử. Nha, nhớ cái đó. Và cái cuối cùng, đó là lúc dày, lúc khác, lúc sanh, lúc diệt, đó là sanh tử. Tu tập như thế nào để khi mà chứng la hán rồi, nó tắt thở rồi, vì la hán không còn sanh, không còn diệt nữa. Thì cái đó mới là cái rốt ráo. Nhớ nha. Cho nên ở đây, vấn đề ở đây đó, là tu không phải để đắc cái gì, mà là bỏ cái gì. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, tất cả hành giả đến với thiền viện hay là tu tập tại nhà luôn luôn nằm gọn gàng trong hai cái hạng sau đây. Một là tu để đắc cái gì, và hai là tu để bỏ cái gì. Thì theo tôi, thì tôi chọn cái tu để bỏ cái gì nó an toàn hơn. Là vì sao? Là vì cái cần bỏ mình biết rõ. Cái cần bỏ mình biết rõ, đây là bủng xỉn, đây là ganh tị, tật đố, nhỏ mọn, hẹp hòi, hèn hạ, ti tiện, đê hèn, mình biết. Còn mình để đắc cái này cái kia đó, mình làm sao mình biết đó là cái cần đắc. Và chưa kể, trên cái hành trình mà để đi tìm cái mình đắc á, cực kỳ nguy hiểm, rất dễ ngộ nhận. Tôi nói hoài đó, giống như nói giỡn mình, đó là thật. Cứ nghe nó mát, lạnh lạnh, mát mát, rợn rợn rồi là bắt đầu nó khoái rồi đó. Ngồi hồi đó nó ngồi 15 phút, bây giờ nó quất cho 3 tiếng là thấy khoái rồi đó. Ngày xưa nhớ dở, bây giờ nhớ giỏi. Ngày xưa đi nghe đạo không hiểu, bây giờ nghe tới đâu hiểu tới đó là thấy khoái rồi đó. Quá nguy hiểm. Đấy. Mà cái quan trọng nhất không học, không phải để có trí mà học để nó bớt ngu. Không phải học để giỏi mà để bớt dốt. Không phải ngồi thiền để mà được niệm, mà là để không còn phóng dật nữa. Không phải tu để được tuệ, mà là để bớt vô minh. Phải nhớ cái đó. Mình nhớ cái đó rất là quan trọng. Tu không phải để thành thánh, mà là để không còn là phàm. Cái này nó quan trọng lắm. Tôi đã nói hoài cái cách tu là tu kiểu lụm ve chai và tu kiểu đổ rác. Tu cái kiểu mà đổ rác thì nó an toàn lắm. Cứ thấy rác là liền thôi. Còn tu cái kiểu lụm ve chai nó rất là nguy hiểm, mặc dù nó hấp dẫn. Có nghĩa là gặp cái gì cũng lụm, mà lụm nhầm cái đá lựu đạn là chết nha. Và lựu đạn xét nó còn nguy nữa. Vì cái lựu đạn mà nó mới đó, thì cái muỗng đó, của nó đó, cái chốt của nó bật ra hay không mình biết. Còn cái thứ lựu đạn xét đó, nó bật ra hay không mình đâu có biết. Hồi nãy mình thấy nó xét, nó không có bật. Bây giờ nó khùng khùng, nó lăn lăn, nó sóc sóc. Cho nên nó lụm nhầm lựu đạn, nhầm lụm nhầm thuốc độc là nguy hiểm. Lụm nhầm chất nổ, chất gây cháy là rất là nguy hiểm nha. Cho nên tu kiểu đổ rác là cứ thấy rác là liền thôi, nó an toàn. Còn tu kiểu bỏ ra nó an toàn hơn cái kiểu lụm vào. À, nhặt lên cực kỳ nguy hiểm, bởi vì cái mình luyện nó, cái khả năng mình luyện nhầm á, nếu mà, thứ nhất khả năng luyện nhầm nó ít hơn khả năng lụm nhầm, đó là cách thứ nhất. Cái thứ hai, cái luyện nhầm nó ít nguy hiểm hơn là cái lụm nhầm. Cái nào cũng là hết, một cái luyện một cái lụm, thì luyện nhầm á, nó ít có nguy hiểm hơn là cái lụm nhầm, không? À, kể cả mình có luyện một ký vàng, nó cũng luyện nhầm ký vàng nó cũng không có nguy hiểm bằng lượm nhầm cái đó lựu đạn. Nhớ cái đó nha. Cho nên là tu là hành trình đổ rác, thấy rác đó là bỏ nó tốt hơn. Tu là để bỏ phàm nó tốt hơn là tu để chứng thánh, bởi vì mình đâu biết cái thánh nó ra làm sao, mình đâu biết cái thiện nó ra làm sao. À, cứ là năm triền là lìa bỏ, bỏ cái dục triền, không còn đam mê trong vật chất, bỏ cái sân triền, không còn bất mãn này nọ. Hôn thủy triền là hạn chế, gọi là bỏ được cái lười biếng và buồn ngủ.
mà tìm đủ mọi cách hạn chế cái lười biếng buồn ngủ, bỏ cái trạo hối triền, có nghĩa là không có tiếp tục phóng dật và tiếc nuối chuyện đã làm mà chưa làm. Hoài nghi triền đây có nghĩa là hạn chế, không có lưu tâm đến chuyện không cần thiết nữa, rồi hoang mang nghi hoặc, nhớ nha, tìm hiểu cẩn thận để rồi tin chắc vào cái đường lối hành trì của mình, thì đó được gọi là lìa bỏ cái hoài nghi triền. Đó, thì chỉ cần lìa cái năm triền này, đủ duyên anh đắc thiền, sơ thiền, nhị thiền, đủ duyên khi mà anh lìa được năm triền này thì anh đủ duyên anh đắc sơ, mà anh đắc sơ thiền rồi cái chuyện nhị thiền nó không khó, mà đắc được nhị thiền rồi thì tam tứ thiền nó không phải là chuyện khó, nhớ nha. Cho nên nó mắc ở cái chặng một á, nhớ là nhớ cho đó. Cho nên hôm nay bà con hỏi tôi sách gì cần đọc kỳ từng kỳ trước, si bác là sạch sành xanh hết, vậy bây giờ chúng tôi đọc cái gì? Xin thưa, kỳ rồi tôi không có bác, kỳ rồi tôi chỉ phân tích, tôi xì ra cho bà con biết một cái sự thật mà hiếm người Phật tử bận rộn có để ý tới nha. Có nghĩa là tam tạng kinh điển là như vậy đó, tạng lực là gồm nội dung như vậy, kinh như vậy, A Tỳ Đàm như vậy, đó là mới có nửa bài thôi. Thì sáng hôm nay tôi mới phân tích thêm là mình cần đọc cái gì và tại sao, nhớ nha. Thì cái tinh thần buông bỏ trong Phật pháp tôi nói rồi, nó có ba. Một là bỏ ác theo thiện, chỉ cần bỏ ác là tự nhiên nó theo thiện thôi, chứ đừng có nghĩ đến cái chuyện đi kiếm cái thiện nha. Cứ bỏ ác, biết đây là bủng sinh là được rồi, biết đây là ganh tị, biết đây là nhỏ mọn, biết đây là tà kiến là được rồi. Còn khi mà anh biết được đây là tà kiến thì anh đã là chánh kiến rồi. Anh nhận diện đây là bủng sỉnh hay là ganh tị là anh đã lìa được hai cái đó rồi nha. Nhớ nha, cái đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cái buông bỏ thứ nhất là buông bỏ cái ác để theo thiện. Cái thứ hai là bỏ cái riêng để về với cái chung. Thì cái riêng đây là gì? Cái riêng đây là không nghĩ tới mình để mà dung xới cái tôi là một, không nghĩ đến một cá nhân để thờ phụng như là một thần tượng, thì đó gọi là bỏ cái riêng mà về với cái chung nha. Thấy ác thì biết là ác, biết chuyện không nên làm thì tránh, biết lời không nên nói thì tránh. Chỉ vậy chứ không có vung bồi cái tôi, không có cái chuyện tôi tu, không có chuyện tôi giỏi, không có chuyện tôi cao, tôi thấp, tôi lê tiếng, tôi lùi, không có tôi nào đây hết. Cứ dịp thấy rác là đẩy ra, thấy rác là đẩy ra, chứ không có, nó không có giống như người quét sân. Cái người đời mà không biết đạo, khi họ quét sân, khi họ trồng hoa thì họ quét, họ nghĩ rằng cái sân của tôi nó đã sạch rồi, vườn hoa của tôi nó đẹp rồi. Nhưng mà đối với người tu thì không, người tu giống như người uống thuốc chữa bệnh vậy đó, cứ thấy bệnh thì mình uống thuốc vô, uống thuốc không hề cần đến cái ý niệm là bữa nay tôi uống 8 viên, 10 viên, không. Cứ thấy bệnh là uống thuốc vô, uống thuốc bằng tâm niệm của người đang bị bệnh. Đấy, ở đây cũng vậy. Bữa nay mình ngồi được bao nhiêu, bữa nay mình khá hơn hôm qua hay là tệ hơn hôm qua, mình có cái gì cần phải điều chỉnh, chỉ nghĩ tới đó thôi. Nhưng mà đặc biệt ở đây không có cái chuyện tôi hay hay là tôi dở, tôi hơn người này, tôi kém người kia là sai, nhớ nha. Mình tu tập theo tinh thần của người quét rác, của người bị bệnh mà uống thuốc, nhớ. Đó là tinh thần buông bỏ của Phật pháp. Và tôi nhắc là một chuyện nữa, đó là có người hỏi tôi nghe đâu muốn chứng thánh phải có ba la mật, có nghĩa là cái công đức nhiều đời, như vậy thì làm sao mình biết mình có ba la mật? Tôi nói không cần lưu tâm đến cái chuyện mình có ba la mật nhiều hay ít, dày hay mỏng, không có cần. Chỉ nhớ cái này, hãy bỏ đi cái suy nghĩ cho rằng tôi đang vung bồi ba la mật. Hãy bỏ cho bằng được cái suy nghĩ đó. Không có chuyện vung bồi, bởi vì mình không biết mình có đủ hay là thiếu. Mình không cần. Mà cái quan trọng là tôi phát huy các khía cạnh của ba la mật, để nếu đủ duyên thì chứng quả đời này. Còn chưa gì hết mình đã mang cái tâm trạng tiểu thừa, chưa gì hết là mình đã thấy, mình đã tu bằng cái tinh thần mặc cảm tự ti là tôi đang vung bồi ba la mật. Nhiều người họ hay nói cái đó nguyện như kiếp sau tôi được này, nguyện như kiếp sau tôi được cái kia, đó là tinh thần tiểu thừa. Các bạn biết không, tiểu thừa ở định nghĩa mới đó, định nghĩa mới tiểu thừa là vậy, có nghĩa là chưa gì hết mình đã là mạ khô giống thúi, là tiêu nha bại chủng. Làm sao mình biết, làm sao mà mình biết mình đủ hay thiếu, cái đó quan trọng nha. Cái quan trọng là cứ cắm đầu tu tập, cắm đầu trao dồi giáo lý, cứ cắm đầu sống chánh niệm. Nếu hôm nay Phật tử hỏi tôi, bây giờ xin nói nhiều quá, bây giờ tôi làm cái gì, tôi nói có hai chuyện thôi. Một là trao dồi giáo lý, hai là sống chánh niệm, không có cái thứ ba.
không có cái thứ ba nha. Chỉ có hai cái đó thôi. Học giáo lý căn bản rồi sống chánh niệm. Rồi các vị sẽ hỏi thêm, các vị hỏi được thêm, các vị hỏi chỗ rồi ba cái trì giới, ba cái bố thí phục vụ, yên tâm chuyện này. Khi mà anh cứng giáo lý rồi, anh sống chánh niệm rồi nha. Anh biết rõ cái này là bủng xỉn, cái này là ganh tị, cái này là tham, là giận, là anh biết rồi đó. Thì tôi hứa với anh một chuyện. Cái cơ hội để anh bố thí, cơ hội để anh phục vụ, cơ hội để anh thuyết pháp, nó đầy ra đó. Anh yên tâm, anh đừng có lo cái chuyện đó nha. Tôi nhắc lại, anh yên tâm, anh làm giùm tôi hai chuyện, đúng hai chuyện thôi. Đó là anh học giáo lý căn bản rồi thì anh sẽ sống chánh niệm. Còn các vị học giáo lý căn bản là sao? Đó chính là nội dung của bài giảng tuần sau. Nhớ nha, nội dung của tuần sau là thế nào là giáo lý căn bản. Còn bữa nay tôi chỉ nói nửa phần còn lại của cái bài giảng kỳ trước, của cái đề tài kỳ trước này, đó chính là đọc cái gì và tại sao. Đấy, thì hồi nãy tôi đã làm vấn đề ba la mật. Chúng ta không cần biết mình có ba la mật đủ hay thiếu, mà mình chỉ cần phát huy cái tinh thần của ba la mật. Có nghĩa là tu được, bố thí được là bố thí, giới được là giới, niệm được là niệm, định được là định, phục vụ được là phục vụ. Đủ duyên chứng, không đủ duyên thì đời sau kiếp khác nó là chủng tử cho mình. Các vị cũng không cần thiết với bằng tâm là tôi là sẽ nguyện thành thinh văn, là độc giác, là duyên giác, là Phật tổ, là chánh đẳng giác. Không cần quan tâm, cứ làm tròn cái lời dạy của Đức Phật thì tự nhiên cái duyên nó dắt mình đi. Tự nhiên, nếu mà cái chủng tử hồi trước của mình là mình gieo là đắc thinh văn càng nhanh càng tốt, thì ngay đời này kiếp này khi duyên nó đủ rồi đó thì tự nhiên là mình đắc. Rồi các vị hỏi sao thời này không thấy ai đắc? Sai, sai bét. Những người đắc họ không có nói, mà người nói họ không có đắc nha. Đừng có mặc cảm là tôi là người bị độn căng rồi thiếu duyên. Sai, sai. Đừng có nói thời này mặc pháp không ai đắc. Sai, sai nữa, càng nói càng sai. Họ đắc họ không có nói, họ đắc họ không có khoe, họ đắc họ không có đi lang bang rồi xẹt hào quang như là hàng gió đá cho mình thấy nha. Đắc rồi thì họ chỉ nói khi họ không thể im lặng nha. Còn mình chỉ im lặng khi không thể nói, hình như có chỗ khác, có một điểm khác biệt cái này. Họ chỉ nói khi không thể im lặng, im lặng khi nó không thể nói. Cũng giống như mình thấy cái tiêu chí mà bảo vệ môi trường của các nước tiên tiến và các nước mà tục hậu nó giống nhau. Mấy nước như Việt Nam, Trung Quốc, nó chỉ giữ lại cây cối khi nó không thể đốn. Còn cái tụi Mỹ, tụi Thụy Sĩ, nó chỉ đốn khi nó không thể giữ. À, một bên thì nó chỉ đốn khi nó không thể giữ, và một bên nó chỉ giữ khi nó không thể đốn. À, thì ở đây cũng vậy. Mình ở trong cái đời tu được của mình, mình đừng có nên nói rằng im lặng là vàng. Sai! Im lặng chưa hẳn là vàng. Bởi vì có trường hợp bậc thánh họ mở miệng vì cái mở miệng đó nó quý hơn vàng. À, nó quý hơn vàng họ mở miệng. À, và có trường hợp im lặng nó quý như vàng là bởi vì lúc bây giờ nói ra là nó là chì. Nói cái gì mà nó là chì thì không nói, mà khi mà thấy nó là vàng thì phải nói chứ. Cho nên đạo Phật kỵ cái cực đoan, đạo Phật không có một chiều nha. Đạo Phật không có một chiều. Chính Đức Phật ngài nói là ngài là quý thách cho qua đồ, chứ không phải là ê căng sẽ qua đồ. Cái này trong chánh tạng á nha. Ai mà biết sợ cái Google đánh được tôi cái chữ quý thách chá, hai chữ G á, quý bà thách chá của bà đi, và ê căng sẽ qua đi. Chính ngài xác nhận rằng ta là cái người quý thách cho qua đi. Ta nói chuyện là đa diện, nói chuyện có phân tích. Chứ ta không phải là người ê căng sa va đi, ta không phải là người nói chuyện phiến diện một chiều. Ngài không có dạy đệ tử phiến diện một chiều. Ngài luôn dạy đệ tử gọi là Padiputta phản biện. Và đệ tử của Ngài được gọi là Padiputta Vinita, là những người được tào luyện để trở thành người có khả năng phản biện. Đấy, nhớ khả năng Padiputta. Ở trong kinh Nhật Tụng Kalama, chúng tôi đặc biệt sưu lục những bài kinh mà tôi cho rằng là vô cùng cần thiết, cấp thiết là khác, phải là cấp thiết. Tức là cần mà cần gấp đó, là cấp thiết cho những người tự thấy mình không có điều kiện nghiên cứu kinh điển nha. Thì là có thể là 25 cuốn kinh tạng, mỗi cuốn 500 trang à. Mà bây giờ đó mình gom lại còn gọi là 25 cuốn, mình gom lại nó còn có 3 cuốn rồi.
mỗi cuốn cũng 500 trang, mà trong cái kia là 25 cuốn mà mỗi cuốn cũng 500 trang chính bản. Bây giờ mình chỉ gom đây không phải là mình chê cái phần còn lại, mà mình gom lại những cái mà cái gọi là mình tạm gọi là thuận tiện cho mấy người mà thời kỳ mà nhiễu nhương bận rộn này nè, thì họ đang cần, cái đó là cần không chứ. Mình gom lại giùm cho họ, chứ còn cái phần còn lại không phải là dở, cũng phải giống như trong một khu rừng như vậy thì chuyện trước mắt thì tôi thấy có một số bà con cần một ít cái bỏ túi để đi rừng, thì tôi có quơ một số nấm, một số trái, một rồi hứng trong mớ nước suối để bà con bỏ túi, để bà con lấy cái đó làm hành trang nghiên cứu cái phần còn lại, chứ không phải là trong rừng chỉ có chừng ấy nấm, chừng ấy trái, chừng ấy nước uống. Sai. Mà tôi thấy bà con bắt đầu cái hành trình vào rừng thì tôi có bỏ công ra, tôi quơ mớ để cho con bỏ những cái bị đeo sau lưng á, đi nghiên cứu cái phần còn lại, nhớ nha. Nhớ cái đó. Cho nên tôi quay lại cái vấn đề ba la mật. Ba la mật là sao? Là tất cả hạnh lành từ cái chùi cầu rửa chén, dắt người mù qua đường, cho đến cái chuyện mà gọi là hy sinh thân mạng, cúng dường Phật bảo ba đời mười phương, tất thảy đều gọi là công đức. Nhưng mà công đức ấy có được gọi là ba la mật hay không thì nó phải dựa vào cái điều kiện này. Là cái người nào dốc lòng cầu giải thoát, không muốn tiếp tục sinh tử nhẹ quẩn quanh trong ba cõi sáu đường, thì với cái người đó họ làm cái bất cứ công đức gì nó cũng được gọi là ba la mật. Còn cái người mà còn lén lén thầm mong có mặt hiện hữu trong một cái hình thức, một cái cảnh giới, một cái điều kiện, một hoàn cảnh, một môi trường nào đó, thì rất có thể công đức người đó chỉ là công đức hữu lậu thôi. Nó cũng nghĩa là nó chỉ là cái điều kiện để quẩn quanh trong ba cõi sáu đường ngũ tú lục đạo nha. Còn riêng cái người nào mà có cái lòng mà cầu giải thoát, chán sợ sanh tử, không có thiết tha trong cái chuyện hiện hữu, thì tất cả công đức lớn bé mà họ làm được đều được gọi chung là ba la mật. Từ tiếng Phạn là parami. Parami nó có nhiều cách định nghĩa, mà trong đó có một cách mà có thể nói là dễ nhớ nhất là ba răng cộng với y. Ba răng là bờ kia bến khác, còn y là đi. Parami là cái con đường mà để đưa mình qua cái bờ kia, cái bến khác, không tiếp tục ở lại cái bờ sinh tử này nữa, là parami, ba răng cộng với y, nhớ nha. Rồi bây giờ cái người mà có ba la mật á, mình không có cần thiết biết là mình có hay không, mà mình cứ nhớ cái này: người nào có khả năng làm được ba cái buông bỏ vừa rồi, chỉ có ba la mật mới làm được cái đó, và làm được nhiều, làm được mà các vị hỏi tôi nhiều là sao, tôi nói dạ nhiều là đủ xài, đủ để mình không còn là phàm nữa, đủ để mình thay đổi của con người cũ của mình, thì nó gọi là làm nhiều làm đủ nha. Thì các vị nhớ cái thứ nhất, cái đặc điểm của ba la mật đó là gì, là cái khả năng buông bỏ cái ác qua cái thiện. Khi nhận ra nó là ác thì có khả năng bỏ nó, không có tiếc nuối nữa, không vì tiếc nuối, không vì sợ hãi, không vì bất mãn, tiếc nuối, sợ hãi, bất mãn mà tiếp tục ở lại với cái ác nữa, thì cái đó được gọi là khả năng một, khả năng buông bỏ một. Khả năng buông bỏ hai là bỏ được cái riêng. Thứ nhất là bỏ xấu qua tốt, thứ hai là bỏ riêng về với cái chung. Có nghĩa là không có tiếp tục tự giam nhốt mình trong cái ý niệm riêng tư đây có hai, riêng ở đây là mình và riêng đây là một đối tượng thần tượng của mình nha. Tôi được cái này, tôi mất cái kia, tôi thua cái này, tôi hơn cái nọ, bỏ cái đó. Cứ tu là uống thuốc, cứ tu có nghĩa là quét rác, tu là thả chim chứ không phải thả diều, nhớ bao nhiêu đó. Đó gọi là bỏ cái riêng ở phía mình. Còn bỏ cái riêng ở phía người có nghĩa là từ bỏ cái ý niệm thờ phụng một cá nhân, một đường lối, một đoàn thể nào đó. Nên nhớ, chư Phật không phải là một cá nhân, nhớ nha. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là một so với chư Phật quá khứ, mà Ngài là chung với chư Phật quá khứ. Ngài là chung chứ phải Ngài là một cái gì đó riêng, nhớ cái đó nha. Lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni y chang như lời dạy của Phật Ca Diếp, y chang như lời dạy của Phật Tỳ Bà Thi, Phật Nhiên Đăng, y chang như lời dạy của đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Bồ Tát, y chang như vậy nha. Có nghĩa là về sau Đức Thế Tôn từ thị Di Lặc, Ngài ra đời Ngài cũng dạy cái nội dung y chang như Đức Phật Ca Diếp, y chang như nội dung của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Văn, nhớ nha, không có khác. Thì nên nhớ, cho nên quy y Phật không phải là quy y một cá nhân nào hết, mà quy y
Phật có nghĩa là quy ba đời mười phương chư Phật, mà chư Phật là biểu tượng tổng quát phổ quát của cái gọi là chánh pháp. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Còn chánh pháp chính là cái mà chư Phật thấy và chư Phật dạy, đó gọi là chánh pháp. Còn tăng chúng chính là cái người hiểu được cái lời Phật dạy và làm đúng cái lời dạy đó, được gọi là tăng. Nhớ cái đó, phải hiểu cái đó. Cho nên quy y tăng không phải là quy cá nhân. Ông thầy A thầy B nó ngồi truyền giới, truyền tam quy cho mình đúng, đó là cái người đưa mình vào đạo. Nhưng vị ấy chỉ là một giọt nước trong đại dương của ba đời mười phương thường trụ tăng bảo nha. Thường trụ đây phải hiểu nghĩa là xuyên suốt ba thời nha, chỉ là một mảnh vụn, vì nó chỉ là một giọt nước trong ba đời mười phương tăng bảo mà thôi. Nhớ cái này. Cho nên bỏ cái riêng này gồm có hai: một là bỏ cái riêng về phía mình, có nghĩa là không có tu với cái ý xây đắp vung bồi tài bồi một cái tôi, một cái của tôi, một cái ngã sở nào hết. Cái thứ hai là cái bỏ cái riêng này là bỏ cái riêng đối với người, có nghĩa là không có thờ phụng đặc biệt một đối tượng nào hết. Khi mà chân lý là không biên tế, không bến bờ, không bờ mé, mà mình lại đi đặt vấn đề là tôi đang theo đuổi cái học thuyết đó, cái nền tảng đó, cái truyền thống đó, cái đường lối đó, có nghĩa là mình đã đóng khung chân lý, mà chân lý là hư không. Bây giờ mình đi mình lấy cái thùng gạch tông, mình đóng nó lại rồi mình đặt, mình để cái chữ hư không, cái vị nghĩ có ba trợn không? Chân lý nó không bến bờ như hư không vậy. Rồi bây giờ mình lấy cái thùng đó, mình viết chữ hư không rồi mình dán keo là cái vị nghĩ sao? Cái chuyện mà mình thờ riêng một cái đường lối, một cái cá nhân, một cái thần tượng nào đó, nó giống như là mình nhốt gió, nhốt hư không, nhốt nắng, nhốt sương vào trong một cái thùng rồi viết cái chữ, cái nhãn, cái label dán bên ngoài vậy đó nha. Thì cái đó chỉ có ba trận thôi nha. Cho nên cái người mà có ba la mật đó, không cần phải quan tâm mình có ba la mật hay không, mà cứ xem coi mình có làm được ba cái buông bỏ này hay không. Buông bỏ một là bỏ ác theo thiện, không vì ghét, không vì thích, không vì sợ mà tiếp tục ở lại với cái ác, mà phải bỏ ác mà đi. Thứ hai là không vì thích, không vì ghét, không vì sợ mà tiếp tục nuôi dưỡng một cái riêng, dù là cái riêng đó là mình hay là một đối tượng nào đó ngoài mình. Cái thứ ba là cái người có ba la mật là họ bỏ được cái thứ ba, đó là bỏ được cái thấp để lên được cái cao, bỏ được cái cũ để đến được cái mới, bỏ được cái hẹp để đến được cái rộng nha. Và tôi nhắc lại lần nữa, mình không có phải treo cái chữ rộng, chữ cao đằng trước để mình theo đuổi, không phải. Mà cứ thấy rằng mình đang hẹp là tự nhiên mình đã đang đến cái rộng rồi. Làm ơn nhớ dùm cái này, nhớ cái này nha. Tôi nói như vậy mà nhiều người hiểu không kỹ, cứ tưởng mà chắc ông kêu mình treo cái chữ rộng, chữ cao. Sai. Cứ nhớ rằng tôi đang hẹp là ngay lúc đó quý vị đã được rộng. Nhớ rằng mình đang gọi là chặt, đang hẹp là lúc mình đang rộng. Nhớ rằng cái này nó còn thấp lắm, là nghĩa là từ lúc đó mình đã lên một cái chiều cao mới. Biết rằng mình cái này nó còn thấp nè, nó còn hẹp nè, cái này nó còn cạn. Khi biết cái này cạn là tự nhiên mình đã đến một cái chiều sâu khác. Nhớ nha. Thì chỉ có cái người có ba la mật thì họ mới thành, họ mới thực hiện được ba cái từ bỏ này. Tuy nhiên, how và how much, how long, bỏ được bao, bỏ như thế nào, bỏ được bao nhiêu và bỏ được bao lâu, có cái how long và how much nha. Bỏ được cái bao lâu, nổi hứng thì thấy ok, nhưng mà được năm ba bữa nửa tháng nó quay trở lại, nó cố kỹ quần cố kỹ trở lại cái con người cũ của mình, thì cái đó gọi là cái về mặt how long là mình thấy là mình có vấn đề đó đó. Còn cái how much là trong một cái điều kiện nào đó thì ok, nhưng trong một cái hoàn cảnh, một cái môi trường nào đó thì mình không có được như vậy nữa. Nhớ nha. Thì như vậy ở đây cái how much của mình nó cũng có vấn đề nha. Ở đây cái quan trọng nhất của người tu là nhớ chữ how. How long và how much. Bỏ được cái gì, bỏ kiểu nào, bỏ được bao nhiêu và bỏ được bao lâu. Thì ba cái tiêu chí buông bỏ này là bỏ ác, rồi bỏ riêng và bỏ cái cũ, bỏ cái thấp. Đấy. Thì ba bỏ này là nó chính là nội dung của Phật pháp. Và đồng thời ba cái khả năng buông bỏ này nó chính là đặc điểm của người có được cái ba la mật. Còn cái ba la mật đến mức nào thì để xem cái lúc vô quan tài thì biết nha. Lúc vô quan tài thì biết, nhưng mà trước mắt người có ba la mật có cái hạnh, có cái công đức mà giải thoát là phải có bằng được ba cái này.
Và tôi nhắc lại lần nữa, cho đến lúc nào, giây phút nào trong cuộc đời tu học của bà con mà bà con thấy bà con hay là bà con đang dở ẹt, bà con đang thấy rằng mình sâu là bà con đang rất là cạn tới mắt cá thôi, bà con thấy mình cao có nghĩa là bà con mới có tới mắt cá, thấy mình sâu là mình cũng tới mắt cá, mà thấy mình rộng là mình cũng chỉ có gan thôi à. Nhớ, quên mất đi những ý niệm đó thì bà con mới thật sự sâu, thật sự cao và thật sự rộng. Nhớ nha, quên được ba cái cao, sâu, rộng thì bà con mới thật sự cao, sâu, rộng. Còn bị ám ảnh bởi cao, sâu, rộng hơn kém thì bà con không có được cao, sâu, rộng và luôn luôn kém. Nhớ cái này rất là quan trọng. Thì nói tinh thần chung là như vậy, bây giờ phải nói cụ thể chứ. Thì ở đây chúng ta thấy có những cái cuốn sách, sách thì bao la nhưng mà những cuốn tôi gợi ý bà con cái tinh thần buông bỏ đó. Những cuốn sách, những tác giả mà tôi không ăn chia với họ hết, nhưng mà tôi nhận ra nó cái tinh thần buông bỏ rất lớn. Thí dụ như mình thấy ở Âu Mỹ thì có ngài Sumedho, sách của ngài Sumedho, hay là của ngài Achan Pram bên Úc. Ngài Sumedho là ngài người Mỹ, nhưng mà sao ngày hiện nay thập niên năm 60, năm 67 ngài tu ở Thái, rồi sao tới ngày năm 82 ngài về Anh. Về Anh thì đến cách đây 3 năm về trước thì ngài trở lại Thái, rồi ngài nói là ngài về Thái ngài tịch luôn. Ngài là một nhân vật mà phải nói là ngài dạy để buông đó, mà bản thân ngài buông thiệt. Đấy. Bản thân ngài buông thiệt. Ngài Achan Pram bất cần đời nghĩ gì về mình, ngài cứ dốc lòng ra ngài nói thôi. Rồi đó là hai vị còn sống. Còn ngài Achan Cha nổi bật trong thời buông bỏ là ngài Achan Cha. Cho tôi nói một chuyện nhỏ xíu, với tất cả sự tôn kính cực kỳ khách quan, tôn kính và khách quan trung thực, không có một ý riêng tư gì ở đây hết, tôi xin kính lại các vị tôn túc mà nào mà nghe lại cái này thì xin các vị cũng tha thứ cho con không hề nói vị nào hết. Đó là không có gì đẹp cho bằng này một cái vị tôn túc trưởng lão được mọi người kính lễ này, mà coi như chung quanh không có cái gì có thể liền bỏ. Bởi vì các vị chỉ có được cái tam y và cái bình bát, có nhiều lắm là cái cây quạt, chai dầu gió thôi. Liện lại mà làm mấy vị đó coi như tụ lũi luôn á. Thì khả kính thay hình ảnh đó. Cái mình sợ nhất là càng tu thì ý niệm ngã sở càng nhiều, càng tu là bao nhiêu cái lễ phẩm tài vật chất cao như núi. Đấy. Thì Ngài Chân Cha, Ngài là một vị thiền sư mà phải nói là được lòng của rất nhiều những đại gia. Từ hoàng gia Thái, đám tang của ngài là có hoàng gia Thái, có thủ tướng tới dự mà. Và đệ tử của ngài thì phải nói là Âu Mỹ và toàn cõi châu Á, là nói đến ngài Chân Cha mà dân mà quý bác sana mà không biết là không được nghe, không biết là bệnh á, người nó bị bệnh á. Ấy vậy mà gọi là quà mà tặng ngài toàn là quý không à, những bức tượng, những cái món trân ngoạn cổ vật, nhiều người gặp thiền sư mà cúng nó mới ghê, bởi vì đối với họ cái gì mà họ cưng quý nhất, trân trọng nhất là họ đều đem tới hồng cúng cho ngài. Rồi có mấy vị sư đệ tử Âu Mỹ có nhiều vị có kiến thức về đồ cổ vật, các vị biết chà, cái bình là bình khăn hy, cái ấm này là ấm càng long, cái khai này là cái khai của Lý Liên Anh đại khái. Nhưng mà lạ một chỗ là đưa ngài cúng cho ngài cũng cười, ngài lấy xong ngài lùa qua một bên thì trong vòng đúng 30 giây là mất tiêu. Lạ. Mà đâu có ai dám lên cốc của ngài, mà chứ lạ chỗ là có vị họ còn nghĩ xấu là chắc ngài cho điện tử nó tuồn lên cốc, nó giấu hàng hay chẳng á. Nhưng mà không, có một vị sư người Tây Phương, bữa đó có một cái dịp gì đó rồi ngài mới lên phòng của hòa thượng thiền sư để ngài dọn. Thì ngài lên đến nơi, ngài giật mình đó, không có một cái gì hết, chỉ có tam y mình bát, nó có cái tấm trải đó, chỉ có thêm cái cây quạt để quạt phe phẩy lúc mùa hè đó thôi. Này. Còn cái bình nước của ngài đó thì là một cái bình mà cái ấm nước, cái bình thủy, cái ấm nước, cái ấm mà cái ấm để mình nấu dưới bếp á. Nhưng mà có cái điều cái này là không phải ấm nấu, mà ấm này là người ta nấu ấm khác, người ta mới xớt cho cái ấm này, rồi ngài lấy cái nút bằng ngài nhét cái vòi lại, cái nào uống thì ngài giật cái nút đó ra, ngài rót ra cái ly. Thì cái ông sư người Tây này nè, ông thấy ông hải hùng, ông kinh ngạc quý kính, mà ông hết hồn bởi vì bao nhiêu cổ vật nó đi đâu. Về sau này có một lúc thân thiết, thân thì có thân, nhưng mà trong một lúc mà gọi là thoải mái nhất, ông có ông hỏi nhỏ ngài, ông hỏi riêng ngài, con không biết
những cái lễ vật mà cực kỳ quý giá đó, nó đi đâu đâu mất. Ngày cười, ngày nói tôi không cần mà có người khác cần, cho hết rồi. Cho hết cái khả năng buông bỏ. Và đặc biệt là tất cả những cái vị mà đệ tử của ngài đó đều phải sống trong tâm trạng gọi là lính tráng thường trực. Thường trực có nghĩa là sao? Lính tráng có nghĩa là đã nói lính mà em, có nghĩa là không có sở hữu, không có cái trụ xứ cố định lâu bền. Có nghĩa là ví dụ như là tu ngày thấy 5-7 năm mà đó, mình cứ cắm đầu mình chánh niệm, cắm đầu đi bác, cắm đầu sống cơ cực gian khó này, mình không biết gì hết. Tây, Mỹ, Pháp, Nhật, Do Thái đối với ngài không quan tâm. Tự nhiên một ngày kia ngài để ý mình mà mình là cứ lo chuyện của mình, thì một ngày kia trong một buổi uống nước chiều, ngài chỉ tay vô một cái ông sư người Do Thái, ngài nói rằng là tuần sau đi xuống cái tỉnh nào đó làm trụ trì cái chùa đó, để ông sư trụ trì hiện giờ đó, ông đi về đây. Nói như vậy và không được cãi, bởi vì ngài thấy cái gì đó, ngài mới kêu ông Do Thái này đi. Rồi một tháng sau trong buổi uống nước buổi chiều đó, ngài chỉ cái ông sư người Nhật, ngài kêu cái ông sư người Nhật đi về một cái tỉnh nào đó thế cho ông trụ trì đó, để ông mới về đây mà cứ như vậy. Cho nên đệ tử của ngài, cái ông mà đang ở ở Chiên Rai, đang ở Chiên Mai, đang ở Pattaya, đang ở Y Sảm, bất cứ ở nơi nào, hễ là đệ tử của ngài luôn luôn trong tình trạng là không biết đi lúc nào, y như lính vậy. Cứ nghĩa là cứ là nay tiền đồn, mai tiền đồn, nay biên giới, mốt biên thùy, không có chỗ nào dừng chân hết, không có cơ hội một rẽ, ngồi chưa ấm đích là đã bị điều đi. Đấy. Bản thân ngài đã là vô sản chuyên chính, chí công vô tư này. Mà trong khi đó là đến đệ tử của ngài cũng phải luôn sống trong cái tình trạng là không có dám tậu một cái món gì hết, bởi vì có khả năng là mình tậu buổi sáng là buổi chiều đã bị là thuyên chuyển nha, có một cái sự vụ lệnh mới để mà điều về một cái tiền đồ khác, heo hút điều hiu nào đó, gọi là hoàn toàn bất ngờ. Đó chính là cái tinh thần sống trong bất trắc này. Sống trong cái bất định. Và để làm chi? Để cư an tư nguy, có nghĩa là trong mọi tình huống đều có thể nghiệp, có thể ra đi tắt thở một cách thanh thản thoải mái nha. Cư an tư nguy là như vậy, có nghĩa là an lành cách mấy cũng phải nghĩ đến cái chuyện có sự cố sự kiện hết. Thì ở đây mình thấy nãy giờ tôi lỡ nói hơi nhiều về ngài, nhưng mà tất cả những cái vị mà tôi tán thán đó thì cũng đều phản phất tinh thần chung ấy, có nghĩa là sao? Khả năng buông bỏ rất tốt. Cái chuyện mà người ta có nhiều nó quan trọng, mà cái khả năng là người ta buông được hay không. Tôi nhớ bên Mỹ có một cái ông, có một cái gia đình hai anh em. Ông anh thì coi như là ông xài tiền thoải mái lắm. Ông em thì kẹo. Thì bữa đó ông em thấy ông anh cứ là gần như là cứ vung người ta làm là rút tiền xài, còn ông anh là như vung tiền nó mua sắm thoải. Thì ông em không nói anh xài như hơi quá rồi đó. Thì ông anh ông mới nói thế này: anh không có cái để ý đến cái chuyện là mình xài bao nhiêu, mà anh lại để ý là mình kiếm được bao nhiêu. Tôi rất thích câu nói. Thì dĩ nhiên tôi không có kêu gọi các vị bắt chước ông anh nha, nhưng mà tôi đang mượn cái cách nói kỳ cục của ông anh. Ông nói rằng anh á không quan tâm chuyện xài bao nhiêu, mà anh quan tâm đến chuyện kiếm được bao nhiêu. Ở đây cũng vậy, tùy vào cái điều kiện của mỗi người. Mà có nhiều khi mình là một người cư sĩ thì mình phải có vợ, có chồng, có con, có cái, mình phải có nhà, có cửa, phải có vườn tược, phải có nhà bếp núc. Nhưng mà cái chuyện anh có bao nhiêu nó quan trọng, mà anh có khả năng buông nó hay không, đó mới là quan trọng. Giống như ông anh hồi nãy nói là anh không có quan tâm đến cái chuyện là anh xài bao nhiêu, mà anh chỉ chú ý là anh bây giờ anh có khả năng kiếm được bao nhiêu đó. Còn ông em á, thì ông lại gì thuộc về dạng giới tiểu thương, ông lại có suy nghĩ hơi nghèo hơn. Ông cứ lo là ông cứ tối ngày quan tâm là mình đã xài bao nhiêu, còn ông anh đã quan tâm đến chuyện là mình có thể kiếm được bao nhiêu. Ở đây cũng vậy, cái chuyện mà quý vị sở hữu bao nhiêu tôi không quan tâm, bởi vì cái căn cơ tâm tánh hoàn cảnh điều kiện của mỗi người khó nói lắm. Tuy nhiên cái mà tôi đặc biệt nhấn mạnh kêu gọi tuyên truyền rao giảng bà con, đó chính là anh có bao nhiêu không quan trọng, mà cái quan trọng là anh có khả năng buông được bao nhiêu. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Thì nói như vậy á, mình ngài A Chanh Cha thì cái gì ngài cũng buông, đó là cái kiểu tu của ngài. Nhưng trong khi đó mình về Miến Điện á, mình gặp rất là nhiều vị cao tăng, những vị Tam Tạng pháp sư
những cái vị thiền sư mà mình vào cái phòng của ngài, mình lại ngài mình thấy ngợp luôn á. Ô quanh tin rồi sữa đặc rồi y bác dầu gió rồi chỉ vệ sinh rồi tô chén muỗng nĩa rồi mâm vàng chén bạc thì tôi thấy đầy hết á. Mình không biết cái mình nói mình bị sốc lắm, nhưng mà nếu mà mình biết cái chuyện này thì mình phải thông cảm. Người ta chưa kịp phân phối đó thôi. Thứ hai, coi chừng cái chỗ của ngài là cái chỗ mà là cái kho của chùa. Thay vì mình nói là ngài quá nhiều đồ thì mình có thể nghĩ rằng ngài đang ở trong một cái kho, thì tự nhiên cái lòng mình nó nhẹ đi. Giống như thay vì mình nói cái ông sư hổ mang thì mình hãy nhớ là cái con hổ mang nó biết làm sư thì tình hình nó khác. Hoặc là mình nói cái cây này sao mà bông đẹp sao gai nhiều quá, thì mình nói ngược lại cái cây này gai nhiều quá nhưng mà bông nó đẹp. Đấy, cho nên sống phải có cái do mình linh hoạt, do mình linh hoạt. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng, đó cũng là một thái độ buông bỏ đấy quý vị nha. Thì những cái tác giả mà tôi đặc biệt quan trọng đó, đặc biệt quan tâm đó chính là ông Jack Canfield, Goldstein, đọc tiếng Đức là Goldstein, Mỹ kêu Goldstein, Goldstein. Mà có đặt nghĩa tên nó tên tiếng Đức, Goldstein là kim thạch đấy, Stein là đá, nó giống stone bên tiếng Mỹ vậy đó. Goldstein hay là Jack Canfield, hai tác giả người Mỹ. Rồi ngài Achancha, bà Achanet, cái này là nhân vật mà tôi phải nói là đặc biệt. Bà là một người tín nữ Thái Lan, để tóc nha, bà đặc biệt bà để tóc. Bà sinh hoạt như một nương nữ tu, nhưng mà hình thức bà là một cư sĩ chánh hiệu, con nai vàng 100% để tóc. Có hai người để tóc mà có mấy người mà để tóc mà tôi mê lắm, như Jack Canfield, Goldstein hay là bà Janet, hoặc là ngài thiền sư cư sĩ Wenka đó. Tóc tai nhưng mà họ là coi như là trong lòng của họ là trụ lũi láng bóng luôn á, ở ngoài này, để tóc thì nó phất phơ cho vui nha. Thì tại sao tôi thần tượng bà Janet là bởi vì bà chủ trương buông bỏ triệt để, rốt ráo. Nhưng có một điều là bà có một cái quan điểm đặc biệt, đó là bà kêu gọi cái sự gọi là trao dồi kiến thức giáo lý. Bà đó, một đời bà đó, bà làm chỉ giống như ông Ganh Cao, mở miệng ra là chánh niệm, mở miệng ra buông bỏ. Nhưng ông đã để lại hai cái công trình cực lớn cho Phật Pháp nói riêng và cho chúng sinh nói chung. Đó là ông đã để lại những di sản vật thể gồm các thiền viện do ông trực tiếp hay gián tiếp xây dựng. Và cái thứ hai nữa đó chính là ông đã là người trực tiếp ra tay thúc đẩy và thực hiện này, cái chương trình gọi là Tipitaka Digital Tipitaka, nghĩa là tâm tạng, mà tâm tạng online, có nghĩa là hôm nay bài giảng ngày cái thở mà tôi còn giảng tâm tạng là tôi xài cái trang web của ông nên, mà chính ông là người đã kêu gọi và thực hiện, chứ phải kêu gọi không, mà ông còn bỏ tiền túi và ra sức đốc xuất mọi người thực hiện cái tipitaka.org đó. Đấy, thì ông để lại hai cái di sản lớn, đó là di sản vật thể và phi vật thể. Vật thể nghĩa là ông để lại các thiền viện mà ông đã trực hay là gián tiếp xây dựng, và cái thứ hai đó là tại cái di sản phi vật thể, có nghĩa là ông để lại cái tâm tạng đó, tâm tạng online đó, cái là đấy. Nhưng mà có một điều là một mặt thì ông kêu gọi buông bỏ, mà một mặt thì ông lại gầy dựng những cái nền tảng nghiên cứu giáo lý cho người đời sau, hậu Thái Lan, hậu Tấn. Đấy, bà Achanet cũng vậy, một mặt kêu gọi buông bỏ triệt để rốt ráo mọi thứ, nhưng mà vẫn kêu gọi khích lệ sách tấn mọi người nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu A Tỳ Đàm trước khi mà tu tập tuệ quán. Thời gian có nhiều, 9 tháng, 1 năm, tùy duyên nha. Nhưng mà bà có lời khuyên, bởi vì bà có một cái định nghĩa thích như thế này, có một định nghĩa rất rõ về con đường tuệ quán. Anh muốn nấu ăn thì anh cũng phải biết sơ sơ về những cái món mà anh, những cái món nguyên phụ liệu mà anh sẽ dùng. Ví dụ như anh biết tỏi là cái gì, hành là cái gì, mắm, muối, tiêu, đường, ớt, tỏi là cái gì, thịt, cá, tàu, hũ, rau, cải, các thứ đó là cái gì. Anh phải biết nó là cái gì, xong anh mới nhào vô, anh săn ráo là anh nấu. Chứ còn mà nói chuyện trên mây, nói rằng tu là không nên học, học nhiều là sở tri chướng, học là có một sách. Họ chửi đúng, mà họ chửi nó còn một sách, chứ không có nên chửi luôn cả mấy người họ học như là một cách trao dồi, một cách là chuẩn bị hành trang. Đừng có nói cái giọng thánh nhân, đừng có mượn giọng thánh nhân rồi bài bác lý thuyết. Tôi xin hỏi thiệt, nếu mà anh bỏ hết sách vở thì anh đã
biết cái gì để hôm nay anh có đủ chữ nghĩa để mà anh lên anh kêu gọi người ta bỏ sách vở. Nhớ nha, anh rõ ràng anh đã một thời là con mọt sách, rồi hôm nay anh mới lên anh kêu người ta từ bỏ cái thế giới kinh sách. Cái đó rất là nguy hiểm nha. Mình phải nhớ có trường hợp nào mình mà mình kêu gọi người ta lìa bỏ lý thuyết, chứ không phải là mọi lúc mình cứ lên có một bài để mà xào tới xào lui rồi hoài. Rồi tới hồi bây giờ tụi nó đang còn trẻ, nó còn khỏe, nó còn mê những cái triết lý du dương hấp dẫn mơ hồ siêu hình trừu tượng của mình, thì đến một ngày mà nó bị bệnh, mà nó lăn đùng ra, nó dãy dụa, nó quằn quại, nó nhớ cái lời dạy mà ba lơn, vừa bông lơn vừa ba lơn của mình, thì nó xài được chỗ nào? Nếu mà nói Phật pháp không quan trọng thì hỏi gì chứ, làm sao, lý do nào mà trong Tam Tạng thánh điển này được lưu truyền suốt 26 thế kỷ vừa qua, những người lưu truyền ấy chẳng lẽ họ kém cỏi hơn mình hay sao? Nhớ nha. Cho nên buông bỏ ở đây có nghĩa là không có nắm giữ nó bằng một cái ý niệm, bằng một cái ý niệm ghi chặt chấp thủ, chứ không phải buông bỏ đây là phủ nhận nó, là mang nhớ dùm cái này nha. Buông bỏ đây có giống như nó cầm dao có chừng đứt tay, điều đó có không có nghĩa là mình liệng con dao cả đời này không xài dao. Sai chơi lửa cái ngày phỏng không có nghĩa là mình vĩnh biệt ngọn lửa, chơi dao có ngày đứt tay không nghĩa là mình vĩnh biệt con dao, đi đêm có ngày gặp ma có nghĩa là mình vĩnh biệt không, mình vĩnh biệt bóng tối. Sai, có lúc mình cũng phải ra bóng đêm chứ. Đấy, nhưng mà những câu đó nó có nghĩa là nó khuyên mình tiếp tục làm việc với dao, với lửa và với bóng tối, nhưng cẩn thận, làm ơn thông minh một chút, trưởng thành một chút, dùm trên 18 tuổi rồi. Ok, rồi. Cho nên ở đây là mình thấy bà Chanh Nép, ngài Chanh Cha, ngài Chanh Pram, ngài Chanh Sumetho, Chắc Con Phiêu, Con Stein. Rồi lớn hơn nữa, thế hệ trước mình có ngài Mahasi, xưa hơn nữa thì mình có ngài Lady Sayadaw. Đây là những vị mà bà con có thể tham khảo. Việt Nam hôm nay thì sách dịch có rất là nhiều. Tôi tuyệt đối cung kính, rất mực cung kính và trân trọng tất cả các dịch giả trong nước. Nhưng mà nếu hỏi tôi cho một gợi ý thì tôi thấy các dịch giả như sư Tâm Pháp miền Bắc, là sư Pháp Thông ở miền Nam, hay vì có cái văn phong sáng mềm. Sáng mềm là sao? Cũng là tuy dịch ngoại ngữ nhưng các vị hình như có vẻ là hình như mà còn có vẻ nữa là dùng tiếng Việt để diễn lại cái ý trong bản gốc tiếng Anh nhiều hơn. Còn có không ít những người dịch ngoại ngữ bằng cách là bê nguyên con tay nó nói làm sao thì qua tiếng Việt cũng dùng cách nói đó, thì nó cũng khó cho bà con mình lắm nha. Mà mình phải lấy coi người Tây họ nói cái gì và mình chép cái ý đó lại bằng tiếng Việt thì nó dễ nuốt hơn. Đó. Thì phải nói là thì các thầy Tâm Pháp và thầy Pháp Thông của mình đó, thì hai thầy coi như là tôi thấy bản dịch dễ nuốt. Và đặc biệt là ngài Pháp Thông của mình thì ngài dịch rất là nhiều sách của ngài Pa Ao, của bà Chanh Nép. Thì đó là những cái cuốn mà bà con nên tìm. Và tôi nhớ không lầm như là mấy sách đó có online, có cho coi miễn phí, hoặc là nếu mà in nó hình như là có ấn tống. Chỉ trường hợp đặc biệt là mình cũng phải thông cảm với những vị họ in sách mà họ bán là bởi vì họ cần tiền cho cái chuyện gì đó mà họ không tiện kêu gọi xin xỏ bà con mười phương, thì họ đành phải bán để họ lấy tiền. Mà cái tiền đó là tôi cho là tiền sạch nha. Mình đừng có ngồi nói dốc mà nói rằng kinh là bán không được nữa cũng được. Hồi đem đi cho, hồi đầu này ấn tống, đầu kia xè tay đi xin, đi kêu gọi quyên góp thì nó hèn quá nha. Cho nên là tôi nghĩ rằng là đó là những cái đề tài, những cái dịch giả, những tác giả mà bà con có thể tham khảo nghiên cứu, tìm đọc. Và sở dĩ mà tôi đặc biệt kêu gọi những tác giả đó là bởi vì có hai cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất, tôi đọc những vị đó tôi không có nghe cái mùi tôi và tôi là của tôi trong đó. Các vị kêu mình buông rồi các vị buông thiệt. Tôi có cảm giác các vị đó một tay che mặt và một tay cầm bút. Một tay che mặt và một tay cầm bút. Đấy. Vô danh ngay từ trong cái thân phận của mình, ngay trong từng cái hành động, cái biểu chỉ lớn nhỏ của mình. Đấy. Chỉ phục vụ trong tinh thần vô danh. Đấy. Thứ hai, buông bỏ chưa đủ, còn phải có cái nữa là phải có cái điểm y cứ trong kinh điển. Bởi vì sao? Vì đồng ý tu hành lìa bỏ mọi ý niệm thần tượng. Nhưng có một điều đối với cái con đường giải thoát, mà nếu mà mỗi người muốn nói gì thì nói, bất kể Phật pháp, không có tham khảo, không có xem Thế Tôn là cái địa chỉ tham khảo tối hậu, thì loạn.
các vị biết loạn sứ quân Việt Nam ngày xưa đó, trước đời Đinh Vũ Lĩnh 12 sứ quân là đã tan nhà nát cửa rồi, cứ mỗi người một góc xưng vương là chết người ta. Các vị biết hôm nay nước Nhật nó hùng cường là bởi vì nó bỏ được cái chế độ shogun, tướng quân lãnh chúa. Bởi vì mỗi anh cá cứ một vùng thì tan quan nước Nhật, các vị có nghe kịp không? Cảm ơn cái đạo hữu nào đó làm cái chuyện rất là hay ho và ý nghĩa. Đấy, để ông Kiên, ông Nhân, ông nào đây để làm chuyện rất là hay, nghe rất là hay, và bà con nên đặc biệt nghe, lưu tâm nghe đến. Nãy giờ tôi lo tôi nói tôi mới nhìn giờ tôi mới thấy thì là đây là cái cuốn sách mà bà con nên có đây, cho người ta luôn cái tu viện viên không trốn trốn địa chỉ đó. Rất là hay nghe, rất là hay. Cảm ơn ông Kiên rất là nhiều. Rồi thì làm gì thì làm, chúng ta cũng phải nhìn Thế Tôn như là địa chỉ tham khảo tối hậu, vì tất cả phải có gốc quý vị à, tất cả phải có gốc. Giống như hôm nay chúng ta có viết lách gì viết lách mẹ, viết về sử thì chúng ta phải tôn trọng cái sử học, mà sử học nó là một phần của cái gọi là khoa học đấy. Chứ còn chúng ta không thể nào buông lung qua la mà viết sử mà bất chấp tài liệu của tiền nhân là sai. Chúng ta muốn làm cái chuyện khảo cổ, chúng ta muốn làm một cái công trình nghiên cứu về gọi là sinh vật, bây giờ nghiên cứu về cây cỏ thuốc nam, thì chúng ta cũng phải nhờ tướng Phạm Hoàng Hộ, Đỗ Tất Lợi, phải không? Mình phải dựa vào tiền nhân. Chứ còn mình có bị tưởng tượng như trong thời gian chúng tôi làm từ điển trời đất ơi, các vị biết nó động trời, có một cái cây không mà nó dịch cho mày 8 cái tên. Một anh đó là lá mơ cuối địch, rồi một anh thì diền diền, anh thì lá mối, anh thì cây chó đẻ, cây cứt heo, anh thì là cây sung, cây bồ đề, cây ổi, cây chôm chôm. Rồi cuối cùng thì tôi mới nói với cái người mà cộng sự tôi thấy nó dịch tùm lum, tôi nói thôi bây giờ lựa cái trái nào ngon mình giữ lại. Nó quất qua một cái cây mà nó cho 4-5 tên, tôi thấy trong đó có cái rau răm, nó nói được là tôi phải rau răm giữ lại. Rồi bữa thì rau ôm, rồi nó khác mấy cái gì canh chua, rồi cái nào mà làm gỏi hay gì được. Thì cái người tôi nói đùa thôi, tôi nói đùa, tôi hỏi tôi nói sơ gô cho nó nhiều quá, mà bà đó là bà rất là giỏi Anh, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, bản thân là dược sĩ chứ. Mà bà nói bây giờ tên nó nhiều quá, mà Đỗ Tất Lợi đó là cái quyển đầu tiên ông in năm 1957, tức là trước cái năm đi sanh ra là 12 năm. Rồi sau này nghe đâu có tái bản, có sửa chữa bổ sung. Nhưng mà trời ơi, các vị biết cây mà, rồi thú có một con thôi mà nào là con cóc, con nhái, rồi con chuồn chuồn, châu chấu, tôi nói mỗi sách nó mỗi dịch sướng lắm, còn nhất là mấy cái con mà trong rừng còn lại nữa. Ví dụ như là cũng con đó mình chỗ là Sơn Dương, Linh Dương, rồi Linh Cẩu, rồi cái con cứ đại khái là cái bốn chân đó, là muốn có cái con có lông đó thì nó cho vô nhóm, có sừng nó cho vô một nhóm. Mạnh nay nó dịch, các bạn thấy không? Nhưng mà vì sao mà cuối cùng mình làm được? Bởi vì mình đã phải tìm ra cái nguồn lớn. Mà ngay bây giờ thì tháng 8 là chúng ta có từ điển rồi, nhưng mà tạm thời chúng tôi không có nói cho các vị biết cái nguồn nó ở đâu. Cái nguồn đó nó có ở trong cái lời cái phần là hướng dẫn dùng sách á, chúng tôi sẽ nói ra hết, không có giấu đâu. Này, nhưng nó phải có cái nguồn khả tính chứ. Cho nên mình nói bây giờ mình nói thiền, ok mình nói thiền, nhưng mà mình phải có cái gốc chứ. Mình nói thiền là ứng vô sở trụ, có nghĩa là mình không có chấp vào một cái học thuyết, một nền tảng, một cái đường lối nào hết. Bởi vì hãy còn chấp thầy, nghĩa là mình chưa có đi xa. Nghe thì nó cũng sang thiệt đó, nhưng các vị tưởng tượng. Tôi nhớ có một lần đó, có một cái người Phật tử họ nói với tôi, họ nói con, tôi giấu tên, bây giờ con theo sư phụ rồi, không còn sách vở gì hết. Thiền có nghĩa là mình ưng vô sở trụ, nó mới di sanh kỳ tâm. Đấy. Bây giờ con có sách vở, tâm nó không có bám gì đâu, để nó cây khơi vậy. Cái tôi nói, tôi nghe tôi cũng ham. Tôi có mấy người quen, họ cũng muốn làm thiền sư, mà tôi nhắc nhát cũng dám. Nhưng mà tôi nghe đạo hữu nói vậy, tôi bắt đầu tôi dạng rồi đó. Để tôi về tôi nói cho mấy người đó, toàn là mà là có vợ có chồng hết rồi. Giờ tôi về nói họ mở lớp dạy thiền chơi cho vui. Cái ông đó nói, họ biết gì mà dạy sao, nó rất đâu có cần lý thuyết. Bởi vì thiền có nghĩa là mình để tâm không không mà. Bởi vì thiền mà phải học giáo lý thì mới khó. Thiền mà phải qua thực tập hành trì, kinh nghiệm tích lũy mới khó. Chứ còn thiền như ông mới nói mà kiểu như cứ không đã lìa bỏ kinh sách, lìa bỏ lý thuyết thì dễ quá. Để tôi về tôi nói mấy bà, cứ bà mở một thiền viện dễ dạy, dễ quá. Tại vì mình lìa văn tự mà, bất lập văn tự, mình không có cần chữ nghĩa kinh sách, dẹp hết, đốt được thì đốt, cho được thì cho, bán được thì bán. Đấy. Cứ là giữ cái ngồi khi khơi, nó ngáp lên, ngáp xuống, rồi giữ cái tâm nó không không, vậy đó. Lúc nào nó ngủ được, nó ngủ. Thì đó là đại định rồi, nha. Thế các vị thấy gớm chưa? Cho nên là buông bỏ ở đây không có nghĩa là trâu hoang, bò không có dàm, không có phải. Mà buông bỏ đây là tiếp tục sống,
chánh niệm, tiếp tục sống trong trí tuệ, nhưng không bằng cái ý niệm nắm chặt tôi và của tôi. Chứ không phải buông bỏ để nghĩa là phủ nhận mọi giá trị. Sai. Như nãy tôi nói, nghe người ta nói chơi dao có ngày đứt tay, chơi lửa có ngày bị phỏng, bị đêm có ngày gặp ma. Những câu đó không hề có nghĩa là kêu mình đời này kiếp này đừng đụng tới dao, tới lửa và bóng tối. Không phải. Mà nói mình cẩn thận, làm ơn nhớ giùm cái này, họ kêu mình cẩn thận nha. Cho nên đó là những cái gì mà chúng tôi có thể gửi gắm cho bà con trong bài giảng bữa nay. Không cần nhiều đâu bà con, nhiều đó thôi nha. Nhiều đó, nhớ đó, là mỗi người có một cái vốn liếng, có cái hành trang thiện ác khác nhau. Và với vốn liếng đó, khi mà đời này kiếp này sinh ra, trước một cái trần cảnh, mỗi người có một cái phản ứng tâm lý, có một cái cách tiếp nhận khác nhau. Cho nên mình thấy thầy thì đã là đủ thứ thầy, mà trò thì đủ thứ trò. Sản phẩm tác phẩm của thầy để lại cho mình nó nhiều dữ lắm, cho nên mình phải cẩn thận mình nhớ. Cái độc tố của mình nó nhiều quá đi, độc tố phiền não nó nhiều quá, thì cái cách mà mình tiếp nhận giáo lý, tiếp nhận lời dạy, tiếp nhận kinh sách, coi chừng nó có vấn đề. Nhớ. Bị bao tử, thấy người ta ăn khóm bắt trước, thấy người ta uống nước chanh ngon quá bắt trước, sai. Coi chừng bị bao tử một bước ra vô là nó lét, là nó ra máu luôn, sức quyết bao tử nha. Nhớ. Mình thích ăn đường nhưng mà mình phải coi cái mình có phải tiểu đường không, mình là nhóm nào, nhóm một, nhóm hai, mình là pre pro cái đai bịch phải không, để coi chừng mình có pre có pro vậy không. Rồi không phải thấy người ta được rồi bắt trước, bởi vì mỗi người cái tình trạng sức khỏe, cái thể trạng của mình nó ra sao, mình mới có khả năng tiếp nhận thuốc men và thực phẩm một cách thích hợp. Cái não trạng, cái tâm trạng của mình nó ra sao thì mình mới có khả năng mình đón nhận chánh pháp một cách đúng mức. Nhớ cái này nha. Cho nên tôi nói hoài, phàm phu có nhiều lý do để không có tự phụ, tự kiêu đối với những cái sở đắc kiến thức của mình. Thứ nhất, mình có giỏi bằng trời cũng phải nhớ rằng đã là cái biết của phàm phu, thì chắc chắn trên đầu của mình nó có tới 1 tỷ người hơn mình. Chỉ có thánh nhân cái biết giống nhau, cái biết về bốn đế giống nhau, về 12 duyên khởi giống nhau. Giống nhau một cách căn bản đó nha, chi tiết tôi không nói, tôi nói căn bản. Chỉ cái biết thánh nhân là giống nhau. Chứ còn cái biết của phàm phu á, thì phải nói là muôn vạn lối nha. Cho nên chỉ đầu tiên mới nhớ là hễ mình còn là phàm phu thì cái biết của mình luôn luôn là ở dưới 1 tỷ người khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái biết của mình á, nó không đủ để thay đổi con người của mình. Bởi vì nếu mà nó thay đổi con người của mình á, thì mình hôm nay mình đâu có kiêu ngạo tự phụ. Mà khi mình còn thấy mình hay, mình giỏi, có nghĩa là cái kiến thức nó chưa giúp được mình cái gì hết. Đó là hai. Nghĩa là mình thấy kiến thức nó không thay đổi được con người của mình tốt hơn. Thứ ba, nên nhớ cái kiến thức ấy không mang qua được kiếp khác. Nhiều lắm nó chỉ trở thành một thói quen, một cái chủng tử gieo duyên, một cái hạt giống để bắt trớn cho đời sau. Khi mà gặp đủ cơ hội thì cái hạt giống nó mới nảy mầm. Chứ mình không thể khiêng nguyên một cái cục kiến thức 2 tấn này chung vào hòm rồi mang nó kiếp sau vừa đẻ ra là kế bên có 2 tấn kiến thức. Sai, sai. Đời này có, đời sau không, nó chỉ là chủng tử. Thí dụ như bây giờ các vị là bác sĩ, các vị có 8 cái bằng bác sĩ, 20 cái bằng tiến sĩ, đêm nay tắt thở xuống lòng con dồi với cống đó, thì mấy cái tiến sĩ đó là coi như là zero nha. Có một kiếp nào đó đủ phước trồi lên làm con người, các vị đi học ngành y thì học nhanh hơn người khác, đúng, bởi vì nhờ cái chủng tử cũ. Nhưng mà 20 cái bằng mà các vị có từ kiếp này nó là khuyên hay là làm nó coi như nó là xin là nó xong, không còn nữa. À, là bởi vì tắt thở làm dồi, làm chuột, làm bọ, hoặc là làm ông này bà nọ ở một cái cõi khác là coi như là xong. Cho nên cái thứ nhất, nên nhớ kiến thức phàm phu của mình luôn luôn có 1 tỷ người phía trên mình, họ hơn mình. Thứ hai, kiến thức đó có đủ để thay đổi của mình, con người của mình hay chưa. À, cái thứ ba, mình không thể mang được cái kiến thức đó qua cái đời sau kiếp khác. Nhớ cái đó. À, và cái thứ tư là kiến thức của mình á, luôn luôn trong tình trạng tương đối, cần phải được chỉnh sửa và nâng cấp. Mình phải rebuild và renew liên tục. Nên nhớ cái điều thứ tư. Đã là phàm phu thì cái tất cả những kiến thức, những quan điểm, những nhận thức, những cái gọi là kinh nghiệm của mình đều ở trong cái tình trạng cần phải rebuild và renew. Rebuild là đập bỏ xây lại hết, còn renew nghĩa là làm mới lại. Đấy, làm mới lại, sơn vết gác dâu lại, nhớ nha. Cho nên đây là 4 lý do mà tất cả phàm phu đều phải nhớ, để mà không có thấy mình là ông cố nội của vũ trụ, không phải là cái rúng của càn khôn. Nhớ nha, bởi vì nó có đó rồi, nó sẽ mất đó.
và chưa kể những cái nữa cái khác, là cái biết của phàm phu rất là dễ bị mất. Cái biết của tu đầu quần là vĩnh viễn cho đến ngày niết bàn, không có thay đổi, nó chỉ nâng cao lên, lên cao là nâng cấp thôi. Nhưng mà cái biết của phàm phu nó có thể bị thay đổi biến dạng hoàn toàn. Ví dụ như bây giờ cái gì giỏi bằng trời mà tôi gõ một cái bon, một cái tai nạn nào đó là quý vị khùng lên là coi như 20 bằng tiến sĩ xong, cho quý vị uống một cái loại thuốc gì đó vô là xong, bị một cái tai nạn nào đó ảnh hưởng tới cái hộp số cái hũ trao này bùm xong. Nhớ nha, có nhiều lý do lắm quý vị, nhiều lý do lắm. Cho nên đó là phàm phu của mình đó là nhớ là liên luôn trong tình trạng cảnh giác với những bất trắc có thể xảy ra, luôn luôn trong tình trạng khiêm tốn nhất như có thể để mình có thể đón nhận những cái hay từ muôn phương. Biển là cái chỗ có diện tích thấp nhất trên trái đất, nhờ vậy biển có một cái lượng nước là không tả được, biển chứa tất cả là vì biển thấp nhất. Người khiêm tốn là người có thể nhận được nhiều nhất. Nhớ nha, tôi nhớ hoài cái câu chuyện một vị võ sĩ chia tay sư phụ xuống núi lập nghiệp. Sư phụ nói chúng ta học võ, chúng ta chinh phục thế giới bằng nắm đấm, nhưng con nắm tay lại cũng thấy cái trong cái nắm tay nó nhỏ hơn cái trong vòng tay. Thay vì con dùng cái nắm đấm để con chinh phục thiên hạ thì con hãy mở rộng cái vòng ôm để con ôm thiên hạ thì con sẽ ôm được nhiều hơn là con nắm lại. Nhưng mà cái trong nắm tay nó ít hơn cái trong vòng tay, mà cái trong vòng tay nó ít hơn cái trong tầm mắt, mà cái mà trong tầm mắt nó ít hơn cái mà trong đầu của con có thể suy nghĩ. Tôi rất là tâm đắc câu chuyện đó. Cái trong nắm tay ít hơn trong vòng tay, mà cái trong vòng tay nó ít hơn cái trong tầm mắt, và cái trong tầm mắt nó ít hơn là cái trong cái khả năng suy nghĩ. Nhớ nha, phải nhớ cái này thì người tu học mới có thể vươn lên đến được những chiều cao, chiều rộng và chiều sâu khác. Đấy. Và nên nhớ đặc điểm của vị Bồ Tát là gì? Một là luôn hướng tới cái tốt hơn, hai khả năng buông bỏ rất tốt, và ba không tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào. Thế nào là khả năng buông bỏ rất tốt? Ở thế nào hướng tới cái tốt hơn? Ngày giàu có, ngày đẹp trai, ngày hạnh phúc, ngày quyền lực, ngày uy tín, ngày tiếng tâm cỡ nào, nhưng mà ngài luôn luôn thấy rằng cái này nó vẫn còn có cái khác tốt hơn. Đó chính là ngài bỏ hết, ngài đi tu. Nhiều kiếp, vô số kiếp Bồ Tát đã làm cái chuyện đó. Ngài Sa La Phất cũng vậy, ngài A Nan Ca Diếp Bồ Tát Liên cũng vậy. Rất là nhiều kiếp trước khi trở thành một bậc đại nhân của hoàng vũ, của vũ trụ, thì các vị đã làm được cái chuyện đó, luôn luôn hướng tới cái tốt hơn. Còn mình thì sao? Mình thì giống như một con khỉ đột mà ôm được trái bần, thấy trái bần là vũ trụ, là một con dầu thấy đống phân là vũ trụ. Đấy. Mình là một cái người tàn tật bán vé số mà thấy cái cọc vé số đó là vũ trụ. Nhưng mà các cái bậc Bồ Tát thượng thừa, các bậc pháp khí đó, thì không phải như vậy. Họ luôn nghĩ đến cái khả năng mà mình, cái tốt hơn mà mình có thể làm được, có thể kiếm được, có thể vươn tới. Đó là đặc điểm thứ nhất của Bồ Tát, và hướng tới cái tốt hơn, không có dậm chân tại chỗ. Cái thứ hai là khả năng buông bỏ. Bồ Tát không vì thích, không vì ghét, không vì sợ mà ở lại hoài với một thứ nha. Cái khả năng buông bỏ rất tốt. Cái thứ ba, Bồ Tát không tự giam nhốt mình trong một cái chuồng củi lồng chậu nào hết. Có nghĩa là sao? Dầu đó là những thành tựu về vật chất, về tình cảm, về trí tuệ, về kiến thức, về đạo hạnh, tất cả những cái đó đối với Bồ Tát chỉ là trạm dừng, chỉ là một cái ba lô hành lý để mà mang đi trên đường mà thôi, chứ ngài không coi đó là quê hương, là chốn về, là cứu cánh, là rốt, là chỗ rốt ráo, không phải. Nên nhớ cái đó, Bồ Tát luôn không có tự giam nhốt mình. Mình đó là mình vừa lòng với tình cảm gia đình, tình cảm nam nữ, mình với chồng mình, vợ mình, con mình, bà con quyến thuộc mình, đồng bào, đồng hương, đồng loại của mình. Còn ngài thì không, ngài luôn hướng tới cái gì cao rộng nhất. Ngài không tự giam nhốt. Thì kiến thức của ngài đối với một vị Bồ Tát thứ thiệt, 80 cái bằng tiến sĩ không đủ giam ngài, mà ngài phải bỏ hết, ngài đi vào rừng, ngài tu thiền. Ngài có tài sản muôn hộ, đối với ngài nó không có đủ, mà ngài muốn có cái gì nó quý hơn cái muôn hộ đó, đó là nghĩa là cái khả năng buông bỏ cái tài sản muôn hộ. Ví dụ, ngài không có gói chặt cái cuộc đời ngài vào trong cái vòng tay thê thiếp. Đối với ngài, chết trong tay thê thiếp cũng không hay, mà đối với ngài cái chuyện mà da ngựa bọc thay cũng không phải là cái hay. Mà đối với ngài, ngài chết ở đâu cũng được, nghĩa là cái chết đó đem lại lợi cho muôn loài vạn loài chúng sinh. Đó là Bồ Tát không tự giam nhốt mình trong vòng tay thê thiếp, cũng không làm anh hùng cá nhân để da ngựa bọc thay, mà Bồ Tát chết kiểu nào cũng được, miễn là cái chết đó
đem lại một lợi ích, một cái ý nghĩa cực lớn, lớn nhất như có thể đối với chúng sinh khác. Nhớ cái đó. Ok, tôi mệt rồi, không cần nói nhiều, bà con cần thì nó bao nhiêu nó đủ rồi. Chúc bà con một ngày vui, hẹn bà con lại ngày thứ hai thì sao. Okay.